Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của LatoaZ, mình là Review. CES là một trong những hội chợ công nghệ thường niên mà diễn ra hàng năm ở các nước Mỹ hay là châu Âu. Đây là nơi mà các hãng sẽ công bố những dòng sản phẩm mới, những cái công nghệ mới. Nhưng năm nay Mỹ và các nước châu Âu thì họ lại chống dịch không tốt, thế nên tất cả những cái sự kiện đó đã được diễn ra online. Và trong những cái sự kiện của Sony, Samsung, LG thì những sự kiện đó rất là hấp dẫn, nhưng mình lại quan tâm nhất cũng không phải là Intel và AMD luôn, mà đó là những cái dòng sản phẩm laptop gaming mới nhất của Asus ROG. Và trong video này mình sẽ tổng hợp những chiếc laptop gaming, những công nghệ tân tiến mà Asus ROG ra mắt và công bố tại sự kiện CES 2021 này nhé. Và cuối video thì mình sẽ có một chút bí mật bất ngờ nhỏ nhỏ cho anh em quan tâm. Và bây giờ thì hãy cùng mình xem hết video này nhé. Ở đầu sự kiện thì Asus dành một chút thời gian để quảng cáo về gaming gear như chuột và bàn phím. Nhưng đó không phải điểm mà mình quá là quan tâm. Điểm mình quan tâm nhiều nhất là những dòng sản phẩm ROG tiếp theo tới đây sẽ được trang bị RTX 3000 series và những CPU AMD Ryzen thế hệ thứ 5. Và đặc biệt là năm nay, Asus họ đã không có nói gì quá là nhiều về CPU Intel cả, mà đa phần là CPU AMD Mobile. Ngoài ra thì việc hãng tiếp tục quảng cáo tối ưu hơn về tản nhiệt như là quạt tản nhiệt ít ồn hơn, kem tản nhiệt kim loại lỏng, hệ thống chống bụi của máy được cải thiện hơn. Nhưng mà nói thật là những cái đó thì chúng ta phải thực sự trên tay mới biết được là thực sự có cải thiện hay không. Theo mình nghĩ là hãng chỉ quảng cáo vậy thôi. Ngoài ra thì năm nay Asus tiếp tục tiên phong về màn hình. Chúng ta có những option màn hình là 4K 120Hz và phân Full HD 360Hz. Hãng nhấn mạnh rất là quan trọng về chất lượng màn hình của năm nay sẽ quyết định được là anh em chơi game có tốt không, anh em có hiệu năng chơi game ra sao. Thì năm nay Asus rất là chú trọng về cái vấn đề là màn hình. Và ngoài ra, ngoài những công nghệ mà hãng vừa quảng cáo ra thì năm nay Asus cho ra rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau. Nhưng những dòng sản phẩm mà mới nhất thì chỉ có một dòng sản phẩm thôi. Năm nay thì chúng ta vẫn có ROG Switch K17. Năm nay thì chúng ta có RTX 3000 series sử dụng đến CPU Ryzen 9 8x16 luồng. Ngoài ra thì năm nay thiết kế cũng đã mới hơn, nhìn phẳng phiu hơn, ốp bản lề có thể thay đổi theo tùy ý. Ngoài ra thì chiếc máy này còn có bàn phím cơ nữa, rất là xứng đáng với số tiền các bạn bỏ ra khoảng 40 đến 50 triệu gì đấy. Ngoài ra chiếc máy này còn có thân máy trong suốt bằng fiberglass, anh em có thể nhìn đến những cái linh kiện bên trong máy ở trong luôn đang hoạt động như thế nào, mình thấy khá là ấn tượng đấy. Cuối cùng là chiếc máy này có công nghệ loa Dolby Atmos chất lượng cao, hy vọng là năm nay công nghệ loa sẽ được cải thiện trên chiếc ROG Switch K17. Tiếp đến là một dòng sản phẩm mà nhiều anh em cũng sẽ rất quan tâm, tại vì dòng sản phẩm này sẽ phù hợp với túi tiền anh em nhiều nhất. Đó là dòng sản phẩm ROG Switch G. ROG Switch G năm nay cũng được áp dụng thiết kế phẳng, giống hệt cho với cả ROG Switch K. Nhưng năm nay thì chúng ta có tiếp tục là 3 màu, màu xám, màu hồng và màu đen. Màu đen đỏ này sẽ được nhiều anh em quan tâm nhất, tại vì đây sẽ là cái màu mà hãng sẽ nhập về thị trường Việt Nam bán thương mại. Ngoài ra chiếc máy này sẽ được cải thiện là sẽ nhỏ hơn G512 về chiều ngang, còn chiều dày thì hãng không có quảng cáo gì, hy vọng là chiều dày vẫn sẽ tương tự. Còn chiều mỏng thì năm nay hãng đã làm nhỏ gọn đi, sẽ giúp cho anh em nào có tính di động tốt hơn, anh em muốn chiếc máy có khả năng di chuyển tốt hơn. Ngoài ra thì thời lượng pin của máy sẽ được tốt hơn với thỏi pin 90Wh, hy vọng là năm nay thời lượng pin của chiếc ROG Switch G sẽ được trải điện tốt hơn rất là nhiều so với năm trước. Tiếp đến là dòng sản phẩm cho những anh em nào người chơi hệ tiền, khi mà chúng ta có Zephyrus Duo 15. Thay đổi thêm một chút, chúng ta có SE Spectral Edition. Năm nay thì laptop gaming hai màn hình này vẫn không có điểm gì quá nổi bật cả. Chúng ta có hệ thống tản nhiệt cải thiện hơn, cấu hình mới hơn với RTX 3000 và Ryzen. Cùng với đó là có thêm option màn hình cao cấp hơn là 4K 120Hz. Theo mình nghĩ là anh em nào có nhiều tiền thì 4K 120Hz đang là một cái bundle mình nghĩ trong thời đại hiện tại là cực kỳ là hợp lý và sẽ là đảm bảo được cái chất lượng cái hiển thị rất là tốt này. Cùng với đó là chiếc máy có cái tần số quét cao thì mình nghĩ cái option màn hình này là cực kỳ là vô đối trong cái tầm tiền mà chiếc máy này có thể mang lại để cho anh em. Tiếp đến là dòng sản phẩm sẽ rất nhiều anh em quan tâm vì đây là dòng sản phẩm đã cháy hàng tại mọi thị trường hiện nay. Chúng ta có Zephyrus G14 và G15. G15 sẽ được có thiết kế mới hơn, sẽ giống chiếc G14 nhưng mà sẽ phóng to ra, có mặt lưng anime matrix, có touchpad. G15 sẽ làm bằng kính, sẽ không phải làm bằng nhựa nữa. Thực sự đây là một điểm cải tiến rất là lớn cho năm nay. Ngoài ra thì G14 sẽ chỉ update cấu hình thôi, chúng ta sẽ không có thay đổi gì cho thiết kế cả. Hai máy thì đều có option màn hình mới là 165Hz và độ phân giải là 2K. Theo mình nghĩ G14 và G15 sẽ tiếp tục là dòng sản phẩm cực kỳ là thành công, nối tiếp những dòng sản phẩm G14, G15 trước đây ở năm 2020. Tiếp đến cuối cùng, năm nay thì Asus cho chúng ta một dòng sản phẩm mới là ROG Flow X13
cùng với cả eGPU XG Mobile. Đây là một chiếc Ultrabook Gaming 2-in-1, anh em có thể sử dụng như là tablet, laptop bình thường, với cân nặng chỉ là 1,3kg, độ dài là 15mm, kích thước chỉ là 13 inch thôi. Thế nên chiếc máy này là một chiếc máy Ultrabook Gaming đúng nghĩa luôn. Cùng với đó là card đồ họa GTX 1650 Ryzen 9 với 8x16 luồng, loại HS nha anh em nhé. Ngoài ra thì chiếc máy này còn có màn hình cảm ứng, sử dụng kính Gorilla cực kỳ bền. Cuối cùng là thời lượng pin 10 tiếng. Cùng với đó là chiếc máy này sẽ có những cái option tùy chọn. Và nếu anh em có quan tâm đến eGPU thì chiếc eGPU này tương đối là gọn nhẹ, sử dụng RTX 3080, PCIe 8 lần, không bao giờ bị nghẽn cả. Đó là những gì hãng quảng cáo, còn trên tay trực tiếp được thì mình sẽ gửi đến anh em những cái bài đánh giá chi tiết về chiếc ROG Flow X13 này nhá. Đây cũng sẽ là một chiếc máy mình nghĩ trong tầm khoảng là 30 triệu gì đấy, sẽ rất là phù hợp cho anh em nào một chiếc máy có tính di động tốt, hiệu năng cao và đặc biệt là một chiếc máy có thời lượng pin rất là tốt. Hãng quảng cáo pin là 10 tiếng nhưng mình nghĩ là khoảng 7-8 tiếng là tương đối ổn rồi. Và cuối cùng là một điểm bất ngờ cho nhỏ anh em là chiếc TOS Dash F15. Vì đây là dòng sản phẩm TOS thế nên là không có trong sự kiện của ROG, nhưng chiếc máy này có thiết kế cực kỳ mới, giống Alienware, cực kỳ là giống luôn, cùng với cả giống chiếc G14. Ngoài ra thì chiếc máy này có thiết kế mỏng nhẹ hơn với độ dài chỉ là 1,9mm, cùng với đó là màn hình tần số quét cao sẽ được cải thiện hơn so với phiên bản năm trước. Cuối cùng là chiếc máy này có cả hỗ trợ Thunderbolt 4, một trong những công nghệ cực kỳ tân tiến và hiện đại. Đặc biệt là trên một chiếc laptop gaming phổ thông như vậy mà có Thunderbolt 4 thì mình cũng tương đối là bất ngờ. Vậy thì đó là những cái gì mà mình muốn truyền tải trong video này. Tổng hợp tất cả những mẫu máy mà Acer đã ra mắt trong sự kiện của CES 2021. Và anh em nghĩ sao về những mẫu máy này? Liệu anh em sẽ quan tâm chiếc máy nào nhất? Thì hãy comment dưới phần bình luận, phần mô tả, phần bình luận dưới phần video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và nếu anh em không chờ đến năm 2021 được thì anh em có thể tham khảo những mẫu laptop gaming của năm 2020 như là F15 hay là G512. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ những video hữu ích hơn nhé. Tạm biệt.